khi một người mình thương chết thì mình khóc, nhưng mà đây trong quyển sách mình lại khóc. Nó cực kỳ là hay, là nó một cái chỗ mà mình không có ngờ mà mình có thể khóc được. Ngân Vy ngồi chờ xem coi nước mắt của anh có rơi xuống hay không. Khi Tại vì anh Hùng rất là hay xúc động với lại mọi thứ. mình khóc nghè đó, chứ người khác nói mình là con gái, khóc nghè như con gái đó, nhưng mà cái đó không phải, thật sự là không phải. Thì ai cũng ngạc nhiên là Hùng là nam chứ không phải là nữ, bởi vì cái chỗ đó này thường thường anh vào đó là bị mắng, bị đuổi ra đấy. Nhưng mà chỗ đó là một chỗ rất là thú vị vì nó có phụ nữ ở đó. Thật ra cái sự hiểu của anh về người phụ nữ chỉ là như vậy. À, chắc là thế, chắc là cái khả năng hiểu về phụ nữ nó chỉ có chừng đó thôi. Làm sao mà có cơm thật ngon nhá. Rồi thì mình chỉ cần một miếng thịt ba chỉ cắt thật mỏng đấy, và chấm nước mắm ngon thế thôi. Xin chào, quý vị đang đến với podcast Chuyện thứ 6 của báo Thanh Niên. Đây là chuyên mục xoay quanh các vấn đề về giới và tôi là Nguyễn Khắc Ninh Vy. Ở trên thế giới thì mình có một cái nữ diễn viên người Pháp là Juliette Binoche, thì mọi người nói cô ấy là cái tượng vàng Oscar di động. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một con sư tử vàng di động, một cái camera đo là camera vàng di động, và gần đây nhất là cành cọ cho đạo diễn xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Cannes năm 2023, đạo diễn Trần Anh Hùng. Xin chào anh Hùng. Chào Vi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện bằng 7 phút vỗ tay ở Cannes nha. Khi mà cái phim của anh trình chiếu ở Cannes như vậy thì trong 7 phút mọi người vỗ tay thì trong đầu anh nghĩ cái gì? Thì mình cũng 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 chờ thôi, chờ cho nó xong. Bởi vì nó cũng tự nhiên là mình ở một cái thế nó không có nó hơi lạ đấy. Mình không có quen với cái chuyện đó. Thế nên mình cũng phải chờ cho nó xong để mà đó còn còn nói vài câu cảm ơn mọi người. Chỉ chờ thôi, anh không có hình ảnh gì trong đầu hả? Không, không, lúc đó thì hơi bị choáng đấy, không biết là mình đang còn suy nghĩ cái gì. Ngay bây giờ thì Hùng cũng chịu thua, không biết mình đang suy nghĩ cái gì vào lúc đó. Em nhớ là lúc mà mọi người kết thúc vỗ tay thì anh có nói đây là một cái cuốn phim mà anh dành cho nước Pháp. Thì em muốn hiểu rõ hơn về cái đó, ví dụ là dành cho nước Pháp là gì? Là vì cái phim nó nói ngôn ngữ tiếng Pháp, hay là ẩm thực của Pháp, hay là tình yêu? Không đâu, nó là về cái tinh thần của Pháp. À, như thế nào? Đấy, khi mà Hùng về, Hùng đến Pháp sống một thời gian đó và mình hiểu một chút về về văn hóa Pháp, thì mình thấy họ thật sự là họ có một cái đặc điểm là họ rất là chừng mực. Đấy, cái chất chừng mực đó mình nhìn thấy rất là nhiều trong nghệ sĩ, trong trong hội họa, trong trong văn hóa của họ. Tuy nhiên là họ sẽ không có làm những cái gì mà hơi quá. Đấy, thành ra là chẳng hạn như là những cái chi tiết trong kiến trúc hay là bất cứ cái gì ở trong nghệ thuật của họ, nó đều có một cái độ chừng mực. Đấy, thì cái đó là một cái tinh thần mà Hùng rất là thích. Đó là vì Hùng nghĩ là nếu mình đi hơi quá một chút thì nó cũng không hay. Đó, mà mình giữ lại được ở một cái chỗ nào đó thì là nó sẽ rất là thú vị. Đó, thật sự nó là một cái tinh thần của Pháp đấy. Vậy tại sao anh chọn The Potiphar, cái cuốn tiểu thuyết đó? À, cuốn tiểu thuyết đó thì là một cuốn tiểu thuyết viết ở đầu thế kỷ 20 đấy, và nhà văn đó thì họ cũng ông ta cũng có viết khá nhiều sách, nhưng mà chỉ có quyển sách này nó sống sót lại đấy, cũng chỉ vì là nó nói đến ẩm thực. Và trong cái quyển sách đó thì nó có rất là nhiều cái trang rất là hay về ẩm thực, vì thế mà ông chọn nó để mà chuyển nó thành thành phim. Là vì Hùng tìm cũng đã lâu rồi, cũng hơn 20 năm, một cái cốt truyện hay là cái gì đó nó quan tâm đến, nó liên quan đến 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 ẩm thực đó. Và lần này là đó, đã mình đã gặp rất là nhiều dự án mà nó không thành, thì đến cái quyển sách này thì nó lại đó, nó để được gặp cái sự đồng cảm của nhiều người để được làm. Nếu mà mình nói về làm phim như là ẩm thực đi, như là nấu ăn đó, thì anh nghĩ là nguyên liệu với lại gia vị cái gì quan trọng hơn? À, nguyên liệu chứ. Tức là cái cốt truyện ở trong cuốn tiểu thuyết lần này. Dạ, đúng đúng thế. Thì cái đó nó là cái mà đầu tiên nó làm cho Hùng xúc động. Thì cái đó là, và nó cũng có thể nó chứa một cái chất thử thách ở trong đó. Thì cái đó là cái rất là quan trọng. Cái đó là cái giống như là cái mình nói em sao, cái ngọn lửa đầu tiên đấy, là nó sẽ là ở trong đó. Vậy tại sao hồi anh làm vĩnh cửu anh lược bỏ hết câu chuyện qua một bên, xong anh chỉ À, để lại ngôn ngữ điện ảnh của dạ, anh thôi? không đâu, không đâu em. Cái đó là ngay cả như vĩnh cửu trong phim, trong phim đó thì quyển sách nó đã không có cốt truyện rồi. Đấy, và cái đó chính là cái thử thách về về điện ảnh.
Đấy, vì thế mà Hùng chọn để làm nó thành phim. Vậy cái phim này anh nói là một cái phim anh dành tặng cho nước Pháp, nghĩa là cái tinh thần của Pháp. Còn khi mà anh làm phim á, mà anh nghĩ là dành tặng cho Việt Nam thì anh nghĩ đó là cái gì? À, cái này thì cũng cũng khó khó trả lời, là vì những cái mà anh có thể nói ra thành lời đó là những cái đã có đấy, những cái mà nó hiện lên như thế. Còn mà nếu mà mình nói một cuốn phim mà nó thể hiện được cái tinh thần của Việt Nam thì cái này rất là khó nói, là vì nó chưa chưa có hiện lên. Nếu mà nó hiện lên thì sẽ rất là dễ khẳng định. Anh có tính làm phim về ẩm thực tiếp không? Nếu mà có cơ hội thì chắc có, chắc cũng nên làm một cái phim gì nó có ẩm thực Việt Nam trong đó. Anh thích ẩm thực Việt Nam không? Có chứ, tất Dạ. nhiên. Món nào anh thích nhất? Ồ, cái này cũng khó nói. Cho Bây chọn một giờ món thôi. ăn một món à? Giống như anh hỏi các bạn học viên trong lớp gặp gỡ mùa thu của anh đó, Yeah. là phim gì yêu thích nhất khi nghỉ trong đầu, các bạn nói nhiều quá cái bị anh mắng. À, vậy thì anh sẽ trả lời đơn giản. Làm sao mà có cơm thật ngon nhá. Rồi thì mình chỉ cần một miếng thịt ba chỉ cắt thật mỏng đấy, và chấm nước mắm ngon, thế thôi. Đó là những cái vị mà anh thấy là nó tuyệt vời, nó nằm ở rất là sâu ở trong trong người của trong trong con người Việt Nam, anh nghĩ thế. Anh đang nói về gia vị nước mắm đúng Yeah, đúng thế. không? Trong một cái bài phỏng vấn sau cái phim á, thì em có xem một cái đoạn người ta quay anh, và anh nói là khi anh làm cái phim The Potiphar là anh nghĩ về cái gian bếp của mẹ. Anh có nhớ cái đoạn anh trả lời người ta như thế không? Nhà có Dạ. nhớ nhà. Tại sao lại là gian bếp của mẹ? À, Tức là tại sao gian bếp là nhà của mẹ? nhà là vì cái chỗ đó này thường thường anh vào đó là bị mắng, bị đuổi ra đấy, nhưng mà chỗ đó là một chỗ rất là thú vị vì nó có phụ nữ ở đó, và nó cũng có những đứa con gái cái lứa tuổi của Hùng ở lúc đó, thì nó là một cái nơi rất là quyến rũ đấy. Và ở trong cái nhà bếp thì nó không có giống như là những cái nhà bếp mà mình nhìn thấy ở châu Âu. Nó là một cái nơi khá là tối, nó có cái ánh sáng từ từ cái bếp đó, bếp than đấy, và nó có những cái mùi đó. Và thường thường thì mình ngồi nấu nấu bếp thì mình ngồi xổm ở dưới đất, và ở dưới đất nó là xi măng, thì mình rửa đồ này kia nó sẽ bóng bóng, nó sẽ đó nó ướt xong nó bóng bóng rồi, thì là ánh sáng nó vào được, nó lọt vào được, thì nó là một cái ánh sáng rất là đẹp đấy, là một cái nơi rất là hay. Không biết anh có nhớ cái lần em cũng nói là em rất là thích cái phim A Time to Live, A Time to Die của Hồ Huyền đó. Nha. Và ngay cái cảnh mà buổi chiều xong rồi ánh sáng nó hiện lên đó, mà một cái cô bạn thân nhất của em bây giờ ở Mỹ rồi cũng tên là Vi luôn, cô nhưng cô đứng và cô nói huy hoàng quá, bếp của mẹ. Và em rất là xúc động, em nhớ là lúc đó gần như là mình muốn khóc. Nhưng mà bây giờ khi mà mình bình tĩnh lại và mình hỏi, thì mình phải tự hỏi là rất là nhiều người bây giờ họ không muốn phụ nữ gắn liền với cái bếp, đúng không? Đây Đúng bây giờ thế. mọi người đang muốn bình quyền, mọi người không muốn đưa phụ nữ về cái vai trò truyền thống của họ là cái bếp hoặc là sanh nở nữa, thì phim của anh lại có cái đó. Không, đúng thôi, người ta nghĩ như thế cũng đúng thôi, nhưng mà sẽ cần vài thế hệ để mà vượt qua cái đó. Là vì ngay bây giờ đó thì là anh chỉ có nói những cái mà anh sống được, nó đã đến với anh, nó là cái trải nghiệm, cái chuyện cùng là như thế, có một người mẹ như thế đấy ở trong bếp này kia đó, và Hùng đã được hưởng cái khả năng về 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 thẩm mỹ, nó là từ lúc nhỏ, từ từ trong cái bếp của mẹ đó, nó có những cái màu, nó có rau, nó có những con, chẳng hạn những con tôm sống, thì là đó ở trong bếp của mẹ đó, thì nó đã tạo ra một cái cảm xúc rất là mạnh mẽ đó về 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 thẩm mỹ đó. Nó cũng có một cái cây cây ổi ở phía bên 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 kia, tức là ở vườn ở phía sau đó của hàng xóm, thì cái mùa mùa mà ổi chín thì cái mùi nó vào trong bếp, nó tuyệt vời đó. Những cái đó thì nó liên quan tới cái đời sống của Hùng thôi, chứ nó cũng không có phải là một cái sự khẳng định của Hùng về bất cứ cái gì về về phụ nữ, về một người đàn bà phải như thế nào đấy. Đó là cái trải nghiệm về sống của anh, Đấy. giống như trong cái phim Xích Lô có một cái đoạn mà Lương Triều Vĩ, tức là sau tất cả cái bạo lực và mọi thứ rồi, thì có một cái, em không biết cái đó phải gọi là bài thơ hay không, mà nói về cái mùi ở chợ,
những món ăn, rau, củ, quả, tất cả mọi thứ như vậy. Dạ. Nó có vẻ như là rất là ám ảnh anh, đúng Dạ đúng thế, đúng thế. Những cái đó là những cái mà nó cực kỳ là gần gũi. Đó, và nó là cái gì đó nó trong đời sống hàng ngày của mình. Thế nên anh thấy là nó rất là ảnh hưởng trong cái nhìn nếu mà mình muốn làm nghệ thuật hay cái gì đó. Thì đó là một cái rất là hay. Knorr, nhãn hiệu hạt nêm và nước dùng số 1 thế giới. Mình bỏ qua những cái như là đòi quyền bình đẳng hoặc là kéo phụ nữ ra khỏi vai trò truyền thống đi. Thì trong thâm tâm anh thấy là cái hình ảnh người phụ nữ mà họ gắn liền với cái bếp là có đẹp hay không? Ừ, đẹp chứ, cực kỳ đẹp chứ. Cái này anh không thể nào mà nói ngược lại được. Tại vì cái này là thật sự là cái mà mình sống như thế. Đó thì nếu mà bây giờ nếu mà anh phải cải tạo à, thì làm cho mình tốt hơn nữa, thì anh phải chấp nhận những cái ý mới. Từ đó thì nó tới cái đó, những cái ý tưởng đó, những cái chiến đấu đó nó thật là đúng đấy, để cho nó có một cái sự công bằng giữa 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 hai 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 giới. Thì cái đó nó làm cái rất là quan trọng. Chẳng hạn như là cái tiếng 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 Pháp đó, nó khá là phức tạp về cái chuyện này, là vì nó có mỗi một từ như thế nó sẽ có nam và nữ ở trong đó. Khi mà mình nói chuyện nó rất là rõ về cái sự phân biệt nó giữa nam và giữa nữ. Thì ở bên Pháp này bây giờ họ cũng có cái chuyện là họ chiến đấu về cái chuyện đó. Những người phụ nữ họ muốn là trong những khi mà mình viết thì mình phải viết cả hai đó, chứ nó mình không có để chỉ có cái nam giới là cái mà ưu tiên đấy. Thì cái này nó sẽ rất là phức tạp về cho văn học đó. Nếu mà sau này có ai mà viết một cuốn tiểu thuyết mà phải dùng cái cách viết đó, thì đối với anh nó là một cái gì nó rất là khó. Anh cũng có trao đổi với một nhà văn ở bên Pháp, thì họ đã nói là mình viết văn nó tạo được một cái gì đó, nó có chất nhạc ở trong đó, nó có điệu, nó có nhịp, nó có này kia, thì nó là cái gì nó rất là khó, nó sẽ làm gãy cái chuyện đó. Thì nếu mà có ai mà muốn làm một cái biểu tình đó về cái chuyện đó, thì anh cũng sẽ đi và chiến đấu cho cái chuyện đó. Nhưng mà về nhà anh sẽ tìm một cái quyển sách cũ để đọc mà nó không có cái đó ở trong đó, là vì nó là cái mà nó đã nuôi mình cả cả mấy chục năm, thì mình không thể nào mà mình có thể vượt qua được cái đó đấy. Nhưng mà mình hiểu là cái đó là cái chuyện chiến đấu mà mình có cần thiết mình có cho thể cái cần thiết. Vận đúng động rồi. Xã hội và đời sống đúng, đúng thế. Nhưng đúng về thế. Nhà thì là in khê vẫn đúng không anh? Về nhà thì anh khê vẫn nấu, anh là về anh vào bếp thì bị mắng thì thôi phải chịu thua đấy. Anh có biết nấu ăn không? Có chứ. Em không nói biết. Như thế thì rất là nhiều người cười phía sau đấy, nhưng mà thật là anh biết đấy. Những cái phim ở Việt Nam á, là anh làm phim Mùa Đu Đủ Xanh và Mùa Hè Chiều Thắng Đứng, thì mình sẽ thấy hình ảnh người phụ nữ họ nấu ăn. Còn cái phim mới nhất The Photographer thì là đàn ông nấu ăn. Nó có cái sự khác nhau gì ở đây? Vâng, đúng rồi. Tất nhiên là ở bên Pháp đó chỉ là những đầu bếp phần đông là đàn ông. Đấy, thì đó là một cái truyền thống, và nó cũng là một cái truyền thống không hay ở cái chỗ là đàn ông thì nó ở trong đó nó cũng có cái chuyện đẩy phụ nữ ra ở những cái ở những cái vai trò ở những cái chỗ mà cao nhất của cái nghệ thuật ẩm thực thì lại là đàn ông nữa. Đấy, thì ngay bây giờ thì nó cũng có những cái chuyện như thế, là nó rất là nhiều phụ nữ họ cũng dần dần họ chiếm được một cái địa vị đó. Đấy, thì cái đó là cái mà nó cũng là một cái vấn đề. Đấy. Nhân cái chuyện mà những cái vị trí cao nhất ở trong một cái nghệ thuật gì đó, cái nghệ thuật ẩm thực là đàn ông, thì đúng là đạo diễn cũng là đàn ông rất là nhiều. Đúng, đúng ở những đúng cái thế. Vai trò rất là quan trọng và cao nhất. Yeah. Một số đỉnh cao của ngành nào đó thì là luôn là đàn ông. Luôn là đàn ông. Tại yeah. sao? Chẳng hạn như nó có một cái câu chuyện rất là đơn giản ở trong điện ảnh của Nhật. Mizoguchi là một người một đạo diễn làm rất là nhiều phim về số phận của phụ nữ. Và ông ta làm rất là hay, ông ta hiểu rất là sâu. Đấy, nhưng mà có một nữ diễn viên mà cái hồi đó là một cái ngôi sao rất là lớn ở bên Nhật đóng những cái phim trong những cái phim của ông ta, và đó là nữ diễn viên mà ông ta thích nhất. Đó, nhưng mà khi mà nữ diễn viên đó muốn trở thành đạo diễn thì ông ta đã đi khắp nơi để nói với tất cả mọi người là không cho cái người phụ nữ đó làm đạo diễn. Cuối cùng cô ấy cũng đã chiến đấu và cũng làm được vài phim đó quan trọng rất là hay. Đấy, thì cái đó là một cái chuyện mình nhìn thấy nó rất là lạ và rất là rõ
vì ông ta muốn là cái người đó sẽ vẫn luôn luôn là diễn viên mà ông ta thích và ông ta muốn làm việc với, và ông ta không muốn là cái người đó trở thành đạo diễn. Đấy, đấy. Nó có những cái chuyện như thế. Trong một cái phân cảnh trong phim Mùa Đu Đủ Xanh, có cảnh mà cái cô gái, em nhớ mặc đầm đỏ đúng không nhỉ? Cái cô tiểu thư nhà giàu, là cô xoa đầu cái người đàn ông. Và sau đó hôm sau là người đàn ông đi lấy người giúp việc. Cái đó là trải nghiệm của anh thôi, chứ không phải là cái quan điểm của anh. Không đâu, cái không, không có hẳn là cái quan điểm. Cái trong cái phim Mùa Đu Đủ Xanh, chứ anh cũng muốn nói lên cái số phận của phụ nữ đó. Đó, và ở những cái lứa tuổi khác nhau. Đấy, từ lúc bé đó họ họ sống và họ lớn lên như thế nào. Đó, ở trong cái sự gọi là phục vụ cho đàn ông, cho gia đình. Đấy, thì nó từ cái lúc mà còn nhỏ cho đến lúc già, rồi khi mà người chồng đã chết rồi mình vẫn ở đó ngồi trước bàn thờ và nghĩ đến người chồng như thế nào, như thế nào đấy. Tuy là những cái nhân vật nam ở trong Mùi Đu Đu Xanh đều là tệ hết, mình thấy nó rất là rõ cái chuyện đó. Thì cái mình nói là cái đó, chồng không có nghĩ một cái chuyện gì khác ngoài cái chuyện đó. Những cái người phụ nữ trong vĩnh cũ hình như cũng, tuy là họ khác nhau về sắc tộc và văn hóa, nhưng mà họ cũng có cái chất anh vừa nói đúng không? Đúng thế, là vì cái đó là cái vai trò mà họ được xã hội cho họ làm, đó thì là họ cứ sống như thế thôi. Tất nhiên là Hùng cũng có thể làm cái phim vào cái cuối thế kỷ 19 với một cái nhân vật nữ mà họ chống lại tất cả. Đấy, thì cái đó cũng có quá nhiều người làm rồi. Thì cái mà Hùng thấy nó thú vị đó là cho nhìn thấy những cái nhân vật đó vào cái thời đó họ thật sự là như thế. Đấy, và họ đã sống một cái cuộc sống như thế, và họ cũng có một cái những cái niềm vui, và họ cũng có những cái nỗi buồn rất là lớn ở trong đó. Thì đó, không cho thấy cái sự thật là nó như thế. Đấy. Nếu mà để nói một cái sự phát triển của nhân vật nữ của anh qua các thời kỳ phim thì mình có thể nói như thế nào? À, cái này chồng không biết đâu. Cái này thì phải có một người nhà phê bình họ suy nghĩ và họ đó. Chứ Hùng làm phim thì Hùng chỉ có biết làm từng phim một, và làm mỗi là khi làm một phim thì lại cố gắng quên cái phim trước đi. Đấy, và khi mà phỏng vấn thì bị tra tấn về cái chuyện là phải nói lại những cái chuyện mình đã làm đấy, chứ ngoài ra thì là nếu mà Hùng quên được đi thì tốt. Không, anh không quên, anh nhớ tất cả các scene, kể cả cái scene hình chồng ở trong xích lô, mọi thứ anh đều nhớ. Nhưng mà thôi, cảm ơn anh đã gợi ý về chuyện nhà phê bình, là tại vì nhân viên nghiên cứu của Trần Anh Hùng mọi người ạ. Lúc mà mình học bên Thượng Hải thì đề tài nghiên cứu luận văn của mình là về Trần Anh Hùng. Xong rồi chị Nguyễn Hoàng Điệp hay đùa là vì mày có thể trở thành nhà Trần Anh Hùng học. Trời ơi. Thì nhân đây, tại vì Hùng gợi ý thì nhân viên sẽ nói quan điểm của mình về phụ nữ trong phim của Trần Anh Hùng. Thì mình thấy là có vẻ như là nhân vật nữ trong phim của anh Hùng thì không có một sự phát triển rõ ràng. Tức là ví dụ anh Hùng quay một cái người đàn ông trong một scene thôi, một cái scene trong phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng, mà mình có thể thấy ngay ở trong cái scene đó là cái identity, cái nhân diện của cái người đó họ rất là vững và rất là mạnh. Hay là như Lưu Triều Vĩ trong phim Xích Lô, đi qua đi lại rất là ít thoại, nhưng mà mình thấy cái sự phát triển của anh ta về cái mặt nhân vật nha. Nhưng mà phụ nữ trong phim của anh Hùng thì mình thấy là có một cái độ chững lại, gần như là từ đầu phim đến cuối phim có nhiều khi họ không thay đổi. Và trong mỗi cái scene thì họ cũng không có sự phát triển nhiều. Không biết đó là anh muốn nhân vật nữ của anh như thế, hay là thật ra cái sự hiểu của anh về người phụ nữ chỉ là như vậy? À, chắc là thế. Chắc là cái khả năng hiểu về phụ nữ nó chỉ có chừng đó thôi. Đấy. Và nếu mà nói về Ciclo, thì Ciclo là cái phim cho nam. Đấy, chứ không phải là một cái phim về phụ nữ. Đấy, để kể cho Vi cái chuyện này là khi mà chiếu Mùi Đu Đủ Xanh lần đầu tiên ở Liên hoan phim Cannes thì nó có một cái chuyện rất là vui là Trần Anh Hùng thì đối với người châu Âu thì họ không biết là nam hay nữ. Đấy, thì khi mà gặp những người tất nhiên là nhà báo đầu tiên đó, thì ai cũng ngạc nhiên là Hùng là nam chứ không phải là nữ. Và khi người ta xem phim đó thì người ta nghĩ là nữ làm cái phim đó. Đấy, thì cái chuyện đó là Hùng đã đổi giới ngay vào cái phim đầu tiên của Hùng. Đấy, thì đó. Nhưng Vi nói như thế đúng đấy. Hùng nghĩ là
Hùng chỉ có hiểu được chừng đó thôi về nhân vật nữ. Vậy anh có chiến lược gì cho những cái phim sắp tới không? Những tại vì phim sắp anh không tới. thể nào thiếu phụ nữ đúng không? Phim sắp tới thì là thường thường đó thì là Hùng cũng không có nói đến là vì nó hơi hơi mê tín một chút ở cái chỗ là mình cứ sợ là mình nói ra rồi nó không không thành đấy, và cũng đã nhiều lần như thế rồi đấy. Vì thế mà chẳng hạn như là Hùng có một cái dự án Hùng rất là thích ở Việt Nam, đó là Thương Nhớ 12 của Vũ Bằng đấy, nhưng mà vì nó nói về nó quá nhiều thành ra là mình vẫn chưa làm được đấy, thành ra là Hùng cũng hơi ngại cái chuyện đó, chắc cũng không nên tiết lộ gì cả. Vâng, Hùng chỉ có thể tiết lộ là Hùng có một cái dự án phim Hùng muốn làm ở Việt Nam, và Hùng sẽ viết với một một tác giả nữ ở Việt Nam đấy, và Hùng cũng không có chưa có tiết lộ được là vì tên của cái tác giả đó cũng hơi phức tạp, khó phát âm đó, thì nên là đối với Hùng. Anh viết rồi đi, em phát âm giùm cho anh. Yeah. Nhưng mà phim đó em thấy anh trả lời trên báo chí quốc tế là mình sẽ làm về phụ nữ thôi. Chỉ đúng thế. Nó có thử thách anh không? Tại vì mình vừa nói là anh không có hiểu về phụ nữ cho lắm. Vì thế mà anh làm việc với một tác giả nữ để mà nó có một cái chất gì đó nó đúng hơn, nó thật hơn. À, cảm nó ơn chính anh. Xác hơn. À, cảm ơn anh. Em nghĩ là hỏi về phụ nữ như vậy cũng rất là đầy đủ với em rồi. Quay trở lại một chút xíu với lại cái chuyện mà nghiên viên nghiên cứu về Trần Anh Hùng học đấy, thì là mình nghiên cứu về tính tác giả. Tất nhiên là cái này cũng mọi lý thuyết sinh ra thì đều để phá vỡ. Mình chỉ nói cho vui cho anh đừng chửi. Tức là Truffaut thì khi mà ông ấy nói về cái lý thuyết author, đọc làm sao tiếng Pháp ra đúng không? Author. Gọi là tác giả điện ảnh nha mọi người. Tác giả điện ảnh thì nó có một cái khái niệm khác với lại tác giả văn học. Thì mình đang nói về tác giả điện ảnh. Thì ông ấy nói là một trong những cái yếu tố đầu tiên là mình phải triệt tiêu cái tính mà mình mượn từ văn học. Đúng không? Tại vì trong lịch sử điện ảnh thì mình biết rồi, sân khấu ra đời họ mượn câu chuyện từ văn học, tiểu thuyết, rồi sau đó điện ảnh thì cũng phát triển như thế. Thì nhưng mà khi mà em nghiên cứu về anh đó, thì em lại nghiên cứu về tính tác giả, nhưng mà những cái phim gần như là trong 7 phim của anh thì nó chiếm hết một vài phim, gần một nửa là chuyển thể rồi. Anh nghĩ là cái chuyện mà anh đi vay mượn từ văn học nó có triệt tiêu cái tính tác giả của anh hay không? Dạ không đâu, là vì đó là cái tất nhiên là mình phải nói về cái vật liệu, cái vật liệu chuyên biệt của mỗi nghệ thuật đấy, thì cái vật liệu của văn học và vật liệu của điện ảnh nó hoàn toàn nó khác nhau. Đó mình cần phải hiểu rõ cái đó để mà mình làm một cái nghệ thuật mà nó phải chuyên biệt đấy, thì cái đó nó khác nhau. Tuy là mình mượn cốt truyện, mình mượn cái cảm xúc mà mình lấy được từ cái cuốn tiểu thuyết đó, và mình phải chuyển nó qua một cái vật liệu khác, đó là cái vật liệu của điện ảnh. Nó có thể tới từ bất cứ nơi nào, nó chỉ có là một cái, mình nói sao, nó chỉ có là một cái chủ đề, nó là một cái cốt truyện đó. Và khi mà mình làm phim đó thì mình phải quan tâm tới cái vật liệu chuyên biệt của điện ảnh, nó là cái gì. Tất nhiên là cái mà mình quan tâm đến, cái mà mình phải tập trung vào khi mà mình quay một cảnh phim thì nó là cái gì, thì cái đó là cái mình đang làm công việc của một đạo diễn, mình đang làm việc với cái ngôn ngữ chuyên biệt đó của điện ảnh đấy, thì cái đó nó là hoàn toàn khác đó. Không phải là mình lấy cái nguồn cảm hứng của mình hoặc là cốt truyện từ văn học mà nó lại có chất văn học trong phim mình. Nó có thể hoàn toàn không có một chút gì văn học trong phim mình đấy. Nhưng mà anh có thích cái chất văn học đúng không? Thích chứ. Anh nói với em về cái dạng phim romantic, anh rất là thích cái dạng phim mà có cái chất tiểu thuyết ở trong đó. Dạ đúng thế. Cái chất tiểu thuyết là một cái gì đó nó rất là hay, là vì nó là một cái cách, tiểu thuyết nó là cái gì, nó đối với anh nó là một cái cách nói thành lời những cái gì mình trải qua trong cuộc sống. Là vì tất cả những cái gì mình trải qua trong cuộc sống nó không có ý nghĩa gì cả. Thật sự là nó không có một cái ý nghĩa gì cả. Đó, những cái gì nó đến với mình
mình hiểu nó là cái gì nhưng mà nó không có ý nghĩa đó. Còn mà tất cả những cái mà mình sống và mình thấy nó tương tự như thế ở trong một cuốn tiểu thuyết thì ngược lại nó lại có ý nghĩa, là vì ở trong cuốn tiểu thuyết nó là một cái mình nói làm sao, một cái tác phẩm, tất nhiên là nó là một cái gì đó nó hạn chế, nó không thể là một quyển sách, nó không thể là một cái gì đó mình viết mãi mãi, nó phải ngừng ở một cái chừng đó, số trang có không đấy. Gian riêng nó mới là một cái không gian rất là chính xác, thì ở trong đó mình có thể tạo được một cái ý nghĩa, và từ cái ý nghĩa đó nó sẽ tạo được một cái cảm xúc rất là lớn. Mình có thể khóc, nó là một cái chuyện rất là vô lý, mình khóc khi cha mình chết, khi một người mình thương chết thì mình khóc, nhưng mà đây trong một quyển sách mình lại khóc, mà mình khóc ở một cái chỗ nó cực kỳ là hay, là nó một cái chỗ mà mình không ngờ mà mình có thể khóc được. Nó chỉ có là mình đang chuyển từ cái câu văn này qua cái câu văn khác, và nó có một cái gì đó ở trong cái chất nhạc của nó và những cái chữ nó gặp nhau, và nó gợi cho mình một cái gì đó, một cái cảm giác gì đó, và cái đó có thể làm mình khóc, và nó dựa vào những cái cảm xúc mình đã có trước đó về cốt truyện, về nhân vật đó, nhưng mà tự đột nhiên mình lại đó, mình chảy nước mắt, thì cái đó là một cái gì đó nó tuyệt vời ở trong văn học đấy. Thì trong điện ảnh cũng thế, điều mình gì cũng, là mình khóc ở trong điện ảnh đó, mình cũng sẽ khóc ở trong điện ảnh. Và cái mà Hùng tìm kiếm đó là đó, làm sao mà khi mình chuyển từ một cái cú máy này qua cú máy sau, một cái cảnh này qua cảnh sau đó, và nó có thể tạo được cái tự nước mắt, thì cái đó là cái rất là hay, cái đó là cái tuyệt vời, cái đó là cái mà làm cho mình hiểu là mình đang còn làm việc với cái vật liệu của cái nghệ thuật đó. Đấy. Cái này là một cái gì nó rất là khó, rất là tế nhị. Mình có thể so sánh một chút xíu giống như một câu nói của Mozart về âm nhạc không? Là âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà nằm ở những khoảng lặng. Vâng, đúng thế. Và cũng có người nói là khi mà nhạc của Mozart chấm dứt thì sau đó vẫn là nhạc của Mozart đấy, thì cái đó là một cái cách nói khác mà anh thấy nó rất là hay, nó đúng như thế. Thì cái chuyện phim, cái điện ảnh mà anh mong muốn nó cũng là như vậy, nó cũng phải là như thế đó. Tuy nhiên là cái gì mà mình có thể kiệm lời, mình không nói lên mà nó ở đó, thì cái đó là cái hay đấy. Nó nhưng ở mà đó anh, một nói, cách... anh nói bằng những cú máy rất là nhiều, mà tại vì những cú máy của anh là di chuyển liên tục dạ. Em nghĩ đó là một cách nói. Dạ, đúng thế đấy, nhưng mà nó không có nói thành lời. Tuy nhiên là nếu mà mình là một đạo diễn và mình có thể làm những cái cuốn phim mà nó có thể gợi cho người xem một cái khả năng về về văn học thì rất là hay. Dạ. Tuy nhiên là người xem, người ta sẽ khi mà mình xem và nó có cái khoảng khắc cho họ để họ có thể suy nghĩ, để có thể sáng tạo, thật ra là họ đang còn tự nói với họ những cái gì đó về cái mà họ đang nhìn thấy trên màn ảnh. Nếu mà họ có những cái giây phút như thế thì là sẽ là những cái mà thành công rất là lớn đấy. Nhưng mà tại sao anh có thể tự viết kịch bản? Đến bây giờ hai cái phim, có thể là mình nói Xích Lô là cái phim mà trước cái thời điểm của Cannes vừa rồi là một cái phim mà thành công nhất về mặt danh tiếng, là anh tự viết kịch bản. Nhưng mà tại sao anh có thể khả năng tự viết kịch bản rồi anh phải mượn cái chất liệu từ văn học? Đó chỉ đơn thuần là tình yêu anh dành cho văn học, hay là anh nghĩ điều đó nó dễ cho anh không? Dạ không đâu em, cái này là nó liên quan tới cái chuyện là ở những cái chủ đề nó đến với mình như thế nào, nó đến với Hùng như thế nào. Đó có nghĩa là gần như là không phải anh chọn những cái chủ đề mà cái chủ đề nó đến với anh, thì anh tất nhiên là nó giống như là tất cả nó đều đã có, và mình chỉ cần phải nhìn thấy và mình bắt lấy nó, hoặc là nó sẽ nhắc mình bằng cách là nó làm mình rung động đó. Chẳng hạn như là Xích Lô, thì tại sao nó có Xích Lô cũng chỉ vì anh về Việt Nam để mà chọn cảnh cho Mùi Đu Đủ Xanh, và khi mà mình thấy Việt Nam như thế và anh đã xúc động khi mà nhìn thấy Việt Nam cái lúc đó nó như thế,
thì tự nhiên nó sẽ cho mình một cái năng lượng để mà mình viết ra một cái gì đó mà nó có thể mang đến cho khán giả một cái cảm xúc mà anh nhận được từ Việt Nam ở cái lúc đó. Nó chỉ có đơn giản là thế. Và trong đời sống mình thì anh cũng sẽ phải đi xem tranh, rồi thì là nghe nhạc, đọc sách. Thì nó có những quyển sách nó tự nhiên nó khi mình đọc nó thì mình thấy nó quá hay, và nó ở trong nó có chứa một cái chất thử thách rất lớn, thì tất nhiên là nó bảo mình phải làm nó thôi, làm nó thành phim thôi. Thì đó, cái đó là cái mà anh nghĩ là một người nghệ sĩ thì mình nên để cho những cái mình sống ở phía bên ngoài nó đến với mình và nó bảo mình phải làm nó thành phim đó. Thì anh chứ anh không có một cái sự cố gắng gì cả, nó tự nhiên nó tới vậy thôi. Vì thế mà đó, anh cũng cần nhiều thời gian để làm cuốn phim, bởi vì không phải lúc nào nó cũng có cái hay nó đến với mình đấy, nó tự đến với mình. Bỏ qua cái chuyện mà mình sẽ thể hiện về mặt ngôn ngữ điện ảnh đi, thì anh có thấy cái chuyện mà khi mà mình vay mượn một câu chuyện từ tiểu thuyết, văn chương, văn học á, nó là một cái kiểu mà mình sẽ ít dấn thân hơn bình thường. Tức là nếu như anh không có một cái câu chuyện sẵn ở đó và anh không có mượn văn chương để trải nghiệm cái cảm xúc nó như trong Vĩnh Cửu hay Rừng Na Uy, mà cái phim gần đây nhất thì em chưa được coi. Thì ví dụ như là một người tác giả bình thường thì họ có thể vay mượn từ đời sống trong những lần họ đi, những cuộc đi của họ, cái sự dấn thân đó. Còn anh thì đọc sách và anh có một cái không gian và anh có thể vay mượn từ nó. Thì có phải là nó dễ dàng hơn hay không? Không, đó là hai cái cách làm việc. Tự nhiên là khi mình viết một kịch bản dựa vào một quyển sách, hoặc là mình viết một kịch bản qua một cái ý tưởng mà mình có, tự có, thì nó là hai cái cách làm việc khác nhau. Đó, cái này nó cũng hơi dài để nói đến chuyện đó, nhưng mà em cứ dùng cái từ vay mượn. Cái từ đó thì là Hùng thấy nó không có chính xác. Mình nói như thế cho nó tiện thôi. Nhưng mà thật ra đó, thì tất cả những cái gì nếu mà mình là một người nghệ sĩ, nó đã đến với mình, nó là của mình. Đấy, khi mà mình đọc một quyển sách đó, cái gì đến với mình không phải là cái cốt truyện đó, không phải là mà chính là những cái cảm xúc mình có từ cái quyển sách đó. Thì tất nhiên là Hùng đọc quyển sách đó hoặc là Vi đọc quyển sách đó thì những cái cảm xúc nó sẽ khác nhau. Đúng rồi, nó khác nhau. Khác nhau đúng rồi, nó là một cái trải nghiệm khác nhau, là vì mình khác nhau mà. Đúng. Thì tất nhiên là cái mà mình nhận được nó vẫn là của mình, chứ không phải là của quyển sách nó. Đấy, quyển sách đó là nó một cái cơ hội, một cái cớ, một cái hoàn cảnh nó xuất hiện và mình đến với nó, thì mình sẽ cái sự tương tác nó sẽ tạo ra mấy cảm xúc đặc biệt cho mình, thì mình không có vay mượn gì cả, đó là của mình, thật ra là như thế. Và khi mà anh làm ra một cuốn phim đó, thì cuốn phim đó là của người khác rồi. Đúng rồi. Không phải là của Hùng nữa. Về lý thuyết đấy, và cả kinh nghiệm thì nó là như vậy. Ví dụ đấy, như là 10 năm trước mà em coi Mùa Hè Trường Không Đứng, nó là một tác phẩm khác. Tại vì lúc đó em khác đúng không? Đấy, đúng thế. Đấy, cái đó 10 năm sau em coi Mùa Hè Trường Không Đứng, nó đã là một tác phẩm khác rồi. Đấy. Tại vì mình nói theo một cách lý thuyết và lẫn kinh nghiệm thực tế thì nó là tác phẩm nó sinh ra vào thời điểm đó, nó chính là cái sự cộng hưởng với trải nghiệm của mình về cuộc sống, về nghệ thuật và rất là nhiều thứ nữa. Đúng thế. Là vì cũng có nhiều người đó, để mà tránh cái từ vay mượn thì họ cũng nói là tôi ăn cắp. Ông đạo diễn người Tây Ban Nha, tự nhiên quên tên, ông làm cái phim The Order bao lâu? Em quên tên, chắc có Minh Thi nó sẽ nhớ tên tất cả các đạo diễn. Ông nói là đừng copy, hãy ăn cắp. Đúng thế, đúng thế, đấy. Cano, nhãn hiệu hạt nêm và nước dùng số 1 thế giới. Quay trở lại một chút xíu với cái chuyện mà tính tác giả đó, thì anh nghĩ là những cái yếu tố đại khái thôi mà mình có thể gạch đầu dòng nhanh đó, để tạo nên cái tính tác giả của Trần Anh Hùng là cái gì? Không, anh cái này thì là cho người làm luận văn chứ Hùng sao mà nói được cái chuyện này. Hùng chỉ có biết khi mà mình làm phim thì mình đã tìm được một cái chủ đề mà mình thích và nó đã làm cho mình xúc động, thì trên trường quay thì mình chỉ có quan tâm tới cái chuyện đó, mình làm sao mà cho nó xứng đáng với cái ngôn ngữ này mình đang còn đó. Mình chỉ có nghĩ chừng đó thôi, chứ mà hơn đó thì chịu thua. Vậy mình quay về chút xíu, tại vì Hùng nói là dành cho người làm luận văn. Hồi nãy mình đã nhắc Truffaut rồi, bây giờ mình sẽ nhắc Ba Chan. Thì ông ấy nói là có hai cái thứ giống như là huy hiệu với lại cái dấu hiệu. Nó, một là chủ đề,
người ta sẽ làm đi làm lại cái chủ đề đó. Ví dụ mình coi phim của ai nhỉ? Của Ozu chẳng hạn. Ozu đúng rồi. Yeah. Ozu là làm hoài một chủ đề. Yeah. Thái Minh Lượng cũng làm hoài một chủ đề. Hồ Quý Hiền cũng thế. Mà mình coi ông Satyajit Ray của Ấn Độ, ông cũng làm hoài cái chủ đề về nông thôn rồi hoặc là quý tộc mà đã đổ vỡ. Hoặc là cái thứ hai là người ta nói là ở cái cách thể hiện là những cú máy. Thì Hồ Quý Hiền thì xài hoài cú máy dài đúng không? Mà phim của anh thì em thấy là thay đổi liên tục qua mỗi tác phẩm luôn. Yeah. Nhưng mà về cá nhân bản thân em thì em thấy, hoặc là không phải riêng mình, rất là nhiều người nghiên cứu về phim Trần Hùng trên thế giới họ đều nhận ra thì Hùng có một cái tính tác giả rất là mạnh. Anh nghĩ nó có đến từ cái căn tính của tác giả, nghĩa là cái văn hóa hay không? Không, nữa anh nghĩ đó là nó đến từ cái tất nhiên là cái mà anh quan tâm nhất trong trong nghệ thuật điện ảnh đó, có nghĩa là cái ngôn ngữ của nó đó, mình phải khai thác nó đó, mình phải đi tìm những cái gì mà nó có thể là nó tạo một cái cảm xúc, một cái ý nghĩa mà nó không có ở trong kịch bản, nó không có ở trong cốt truyện, nó không có ở trong cái chủ đề của phim đấy, và nó sẽ từ cái vật liệu của điện ảnh mà nó hiện lên đó. Tất nhiên là cái cách mình nói thành lời cái ngôn ngữ đó, cái ngôn ngữ của điện ảnh đó, chắc vì thế mà nó có cái sự mình có cái cảm giác nó khác nhau đấy. Nhưng mà anh thì anh không quan tâm tới cái chuyện đó, chỉ có quan tâm thật sự là cái lúc mà mình làm đó đó, thì mình sẽ nhức đầu đau khổ và vui với nó, vui với cái chuyện đó, chuyện là mình đã đấy cho cái cảnh này mình đã nghĩ ra một cái cách xử lý nó rất là tốt đấy, và nó có ý nghĩa, nó tạo cảm xúc hơn nữa. Cái này là cái mình nói là cái phụ thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng đối với Hùng. Đó là một cái giống như là một cái đà của ngôn ngữ điện ảnh, nó đang còn tự thể hiện trong trong phim đó, nó tạo được cái đà đó. Đấy, chứ nó không có bị chết, nó không bị lì ở chỗ đó. Mình không có cảm giác như là điện ảnh nó đang bị lì chết ở chỗ đó, đó mà nó luôn luôn nó hoạt động và nó vận chuyển như là một con thú ở trong rừng đấy. Và cái đó là cái Hùng nói nó hơi trừu tượng một chút, nhưng mà thật sự đó là cái mà làm cho mình, là làm cho Hùng sung sướng nhất trong cái công việc trong cái việc làm phim. Cái phim gần đây nhất nó cũng chuyển động như vậy. Vẫn chuyển động như thế. Dạ. Trong cái bối cảnh bây giờ em quan sát thấy là rất là nhiều người nhà làm phim trẻ họ thích những cái cú máy tĩnh hơn, và không biết họ chịu ảnh hưởng của ai mình không biết, có thể đoán một vài người nhưng mà thôi cũng không cần phải nhắc đây. Thì anh vẫn là thích cái sự chuyển động của máy như thế. Thì không, anh thích tất cả chứ. Hùng rất là thích máy chuyển động, nhưng mà Hùng rất là thích những cái hình tĩnh đấy, nhưng mà nó phải đến lúc nào đó, cái vấn đề là như thế đó, chứ không phải là lúc nào nó cũng tất nhiên là đó, nó cũng có thể như thế, là vì khi mà mình nói cái chất tác giả đó, thì cái thật ra thì cái chất tác giả đó nó ở khắp nơi, bất cứ cái cuốn phim nào nó cũng có cái chất tác giả trong đó, nhưng mà nó là cái chất tác giả hay phong phú hay không đó, thì cái đó là một cái chuyện khác đó. Còn Hùng đó thì Hùng rất là muốn là nó có một cái độ phong phú, là vì một cuốn phim nó là một cái món quà đưa cho tặng cho người xem, tuy là họ trả một cái số tiền để xem cái phim đó, nhưng mà cái số tiền đó thật sự nó không xứng đáng đối với một cái tác phẩm mà nó có nghệ thuật ở trong đó, thì cái số tiền đó nó không xứng đáng, nó quá là ít đó. Hùng luôn luôn thấy nó là một cái gì đó nó cực kỳ là xúc động khi mà Hùng đi mua một quyển sách đó, nó mà mình đi mua một tuyệt tác với một cái số tiền quá nhỏ đó, thì cái đó là một cái mà nó khủng khiếp đấy. Thì khi mà Hùng làm phim thì Hùng có cái quan điểm đó, là đây là một cái món quà mình tặng cho người đi xem đó, và mình nếu mà cái món quà đó nó chứa đầy cái năng lượng về ngôn ngữ điện ảnh thì nó sẽ tốt hơn đấy. Thì Hùng rất là quan tâm về cái chuyện đó, ngoài cái câu chuyện, ngoài cái
cái vấn đề là mình phải tạo một cái cảm xúc về về câu chuyện, về 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 cái mình nói làm sao về cái chủ đề của phim đấy. Vậy còn yếu tố văn hóa mà em nhắc tới, tức là cái căn tính identity, mình có thể nói rõ hơn là ví dụ như khi anh mới làm phim thời rất là xa xưa, có bao giờ anh phải có những cái sự chăn trở về chuyện anh là ai, tại vì có hoàn cảnh của anh cũng khá là khác với lại những một số đạo diễn khác mà mình biết. Không đâu, Hùng thì Hùng không có, cũng như là Hùng đã nói đó, Hùng không có một cái độ cương quyết đó. Khi mà mình làm điện ảnh hay là mình làm bất cứ một cái gì, mình theo đuổi một cái cảm giác, một cái gì đó nó là từ cái chất nhạy cảm của mình đấy, thì mình theo đuổi cái đó, và mình không có độ cương quyết, và Hùng sẽ không có bao giờ làm một cái phim gì mà nó quan tâm tới, mà nó có một cái chủ đề là cái gốc rễ của Hùng, hoặc là đó Hùng là người như thế nào khi Hùng sống ở một cái nơi khác, cái đó Hùng không quan tâm tới cái chuyện đó. Cái mà Hùng chắc chắn đó là Hùng đã được tạo ra, tất nhiên là cái chất nhạy cảm của Hùng là một người nghệ sĩ đã được tạo ra từ tất cả những cái mà Hùng đã tương tác với nó, qua điện ảnh, qua hội họa, qua ẩm thực, qua đó nhiều thứ, văn học đấy. Thì cái này ở một cái nơi như ở nước Pháp thì là tất cả những cái này nó là từ khắp nơi nó đến với mình, thì mình là một cái sản phẩm của tất cả những cái đó, nó đã đến với mình, thì cái chất nhạy cảm của mình đó nó được tạo lên dựa vào những cái đó. Thì đó là con người của Hùng. Hùng không phải là người Việt, Hùng không phải là người Pháp, Hùng không phải là ai cả. Đó, Hùng chỉ là một cái chất nhạy cảm đó. Nếu mà mình nói mình là một nghệ sĩ, chứ không phải là mình là một con người. Còn nếu mà hỏi Hùng về cái sở thích riêng của Hùng, chẳng hạn về phụ nữ, thì tất nhiên là Hùng chỉ có thích phụ nữ Việt Nam thôi. Đó, hoặc là phụ nữ Á Châu nếu mình nói rộng ra. Còn phụ nữ châu Âu thì Hùng lại không có cảm được gì với họ cả. Đấy, thì cái đó là cái chuyện khác. Còn nếu mà mình nói về cái chất của nghệ sĩ, thì Hùng là đó, cái chất đó nó được tạo lên từ tất cả những cái đó. Đấy, thì cái mà mình cần phải tập trung vào nếu mà mình là một nghệ sĩ, thì mình nói về Hùng đó là đó là cái gì là mình đó, và mình phải tập trung vào cái chất chuyên biệt, cái vật liệu chuyên biệt của điện ảnh để mà tạo lên một cuốn phim cho nó hay. Đấy. Vậy à, nếu mà như anh nói là ở góc độ một người nghệ sĩ thì anh sẽ không có quê hương, không có nơi thuộc về. Anh là một chất nhạy cảm và nó tự do như vậy. Thì mình có thể khái quát lên hơn một chút xíu về những người nghệ sĩ mà họ sáng tạo thực thụ, thì họ không nên có quê hương không? Hoặc là có thể gọi quê hương của họ là một cái gì đó khác không? Không, em phải có tất cả những cái loại người khác nhau chứ em. À. Đấy, thì mỗi người sẽ sáng tác dựa vào cái chất của họ. Đấy, thì cái này vì thế mà nó rất là thú vị. Vì thế mà Hùng vẫn nghĩ là đó, tất cả nó đều là tác giả, tất cả nó bất cứ ai làm cái gì nó là một cái tác phẩm của cái tác giả đó đấy, và đó cái quan trọng, cái mà nó sẽ phân biệt giữa những nghệ sĩ khác nhau, đó là cái khả năng của họ, cái khả năng khai thác cái vật liệu chuyên biệt của cái nghệ thuật đó, là cái đó là cái sự đó khác biệt giữa họ. Nếu mà nói như anh khai thác một cái vật liệu, thì bây giờ mình có thể cho một cái khái niệm đối với nghệ thuật của anh thôi, bằng cái hình ảnh cái máy quay không? Tức là anh sẽ thấy cái gì hơn ngoài cái chuyện anh ghi lại hình ảnh đó? Nó tất nhiên là cái đó là một cái quan điểm mà rất là mình nói em sao rất là phổ biến đó. Là tất nhiên là đó là cái vật liệu của điện ảnh là cái máy quay đó, là cái khả năng thu lại cái hình đó. Thì tất nhiên là chỗ đó mình nghĩ như thế là sai đấy, và cũng có người nói là mình phải dùng cái máy quay giống như là một cái bút đó, tất nhiên là mình lại trở lại với văn học đấy. Vâng. Nhưng mà cái đó là cái sai đấy. Đúng, cái đó có người nói trong cái lý thuyết tác giả đó, họ nói dùng như là một cái viết. Vì viết đấy, thì cái đó nó không phải là như thế. Tuy nhiên cái vật liệu chuyên biệt của điện ảnh nó mình nói rất là ngắn gọn, và nó làm cái gì đó nó mình có thể nói một cách đơn giản,
nó là cái vật liệu của điện ảnh, đó là khi mình chuyển từ một cái shot này qua cái shot sau, đó là cái vật biệt, cái vật liệu chuyên biệt của điện ảnh đấy. Và khi mình nói như thế là mình đã nói hết rồi đấy, không còn gì để học, không còn gì để mà, nó chỉ có bây giờ mình làm sao mà mình làm cái đó cho nó được tốt thôi. Thì cái đó là cái là mình đi vào 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 cái công việc của đạo diễn đấy. Đó, đạo diễn chỉ có cần quan tâm tới cái chuyện đó. Đó, cái chỗ đó là cái nơi mà đạo diễn cần quan tâm nhất. Đó, để mà thể hiện được một cái ngôn ngữ cho nó tốt. Đấy. Nó rất là đơn giản, thật ra nó rất là đơn giản, nhưng mà mình sẽ cần hơn một đời sống để mà mình khai thác nó, để mà mình đó. Cái đó đâu có dạy được đúng không anh? Nó giống như là đâu có ai dạy mình là cái chỗ đó mình phải ngắt, là chỗ đó mình phải dừng, và nếu dừng thì mình phải dừng bao nhiêu giây cho nó có cái độ chính xác. Đó, anh đúng nghĩ thế. Anh nghĩ cái đó nó đến từ đâu? Vẫn là độ nhạy cảm ha. Đúng thế, đúng thế. Nó là từ cái chất nhạy cảm của mình. Thì đối với anh đó, cái chất nhạy cảm cũng như anh nói, nó không phải là một cái gì nó được trời cho, nó là cái gì đó mình tạo nó lên đấy. Và anh nó thì anh rất là may mắn là cái chỗ là khi mà cái việc mà cái chất nhạy cảm đó nó được tạo lên, nó được tạo lên, thật ra là nó được tạo lên một cách khá là mình nói làm sao, đấy anh lại không tìm được từ rồi. Nó được tạo lên một cách nói đi rồi em đoán, nói đại khái. Tức nghĩa là mình có cái ý tưởng đó, mình có cái mình nghĩ ra cái chuyện đó. Đó, có một lúc nào đó mình nghĩ ra cái chuyện đó là thật ra những cái mình đang sống đây là mình đang tạo lên cái chất nhạy cảm của mình. Nhạy cảm. Đó, thì có nghĩa là đến một lúc nào đó thì anh sẽ làm việc một cách mình nói làm sao sáng suốt về cái chuyện đó. Tức nghĩa là mình biết là mình đang làm cái việc đó. Đấy, tức nghĩa là cái việc mà mình đang còn tập luyện cái chất nhạy cảm của mình. Đấy, thì mình sẽ bỏ đi rất là nhiều cái, mình sẽ không bao giờ đến với nó. Đó là vì đó là không phải cái gia đình của cái nhạy cảm của mình, cái chất nhạy cảm của mình. Mình sẽ đến với nó một cách tình cờ khi mình đi xem cuốn phim hay cái gì đó, mình sẽ nhận ra nó, nhưng mà nó không phải là cái mà nó làm giàu cái chất nhạy cảm của mình. Đấy, thì cái đó là thật sự là một cái công việc đó. Khi mà anh nghe nhạc hay là bất cứ cái gì đó, thì đó tại sao mình cũng phải một lúc nào đó mình đặt một câu hỏi cho chính mình, tại sao mình lại thích nhạc của người này, không thích nhạc của người đúng này. Đúng rồi, em đấy. Cũng đang muốn hỏi là nếu mà chị nói về cái chất nhạy cảm khi mà mình làm đạo diễn, làm nghệ thuật đi, thì tại sao có cái chất nhạy cảm này đúng và tại sao có chất nhạy cảm này sai? Chẳng lẽ nó đúng là bởi vì nó được quyết định bởi vì một cái giải của Cam, rằng người ta nói anh là người ta cho anh cái giải là đạo diễn xuất sắc nhất, là thì thành ra cái chất nhạy cảm của anh đúng sao? Và một người họ không có thành tựu gì, họ không có một giải thưởng gì, thậm chí họ không thể nào bán vé được, thì là chất nhạy cảm của họ là sai sao? Dạ, không đâu. Đúng rồi, nó cái đến đó từ là đâu? Cái đó là cái sự đánh giá của người khác. Thì cái đánh giá của người khác đó, mình phải hỏi những người đó là ai. Đấy. Chưa chắc là những người đó người ta đã trao một cái giải thưởng lớn cho mình. Một cái nhóm người đó thôi, chừng cỡ 7-8 người đó, thì họ có thể là hoàn toàn sai. Họ có thể là trao cho mình cái giải thưởng đó, nhưng mà họ những cái mà họ thích ở trong cái cuốn phim của mình không phải là cái quan trọng, có thể là thế. Vâng. Đấy, thì cái này nó mình nó vô cùng lắm, thành ra là anh không có quan tâm nhiều về cái chuyện đó, là vì mình biết là nó quá là quá phong phú đó, nó và nó có thể là loạn lên, nó có thể là rất là lung tung. Đấy, thì mình không quan tâm về cái chuyện đó, mình chỉ có biết là mình là một đạo diễn thì mình phải làm phim như thế nào cho nó tất nhiên là mình sẽ trung thực với cái nghệ thuật đó như thế nào. Đấy, chỉ có cái đó là cái quan trọng thôi. Có lần em nói chuyện với lại bạn bè thôi, mọi người hỏi là ô tại sao cái phim mới dở như vậy mà cái người đạo diễn đó họ vẫn chấp nhận cho ra rạp hoặc gì đó. Em mới bảo là không đâu, cái người đầu tiên mà biết phim nó dở chắc chắn là người đạo diễn đó.
nếu mà trung thực với lại nghệ thuật của mình theo đuổi thì chắc chắn là mình sẽ là người đầu tiên biết là mình đã làm đúng hay sai, đúng không? Đúng thế chứ. Vậy nếu bây giờ cho một anh tiếp xúc với rất là nhiều đạo diễn trẻ Việt Nam hiện tại thì anh nghĩ là ai đang có một cái chất nhạy cảm mà đáng quý nhất theo anh? Ai có chất nhạy cảm thì em muốn anh nói ra tên của những người đó. Vâng. À không được em, ai mà nói cái chuyện đó vô lý quá. Nếu mà anh không nói tên người khác thì em sẽ kể một bí mật của anh cho mọi người nghe, đó là anh Trần Hùng rất là hay khóc nhè. À đúng thế, đúng thế đấy, thì anh chịu cái chuyện đó để mà trả lại cái chuyện là không có nói tên ai cả, là vì những bạn trẻ rất là hay, rất là hay, họ rất là khác nhau đấy, vì thế mà rất nó quá thú vị khi mà mình nhìn thấy cái chuyện đó là họ cực kỳ là khác nhau đó, và mỗi người sẽ làm những cái phim mà nó sẽ giống họ đấy, và đó thì cái này là cái mà nó là nghệ thuật là như thế, đời sống là như thế. Khi mà anh Hùng nói về chuyện rất nhạy cảm á, là Ngân Vy ngồi chờ xem coi nước mắt của anh có rơi xuống hay không. Tại vì anh Hùng rất là hay xúc động với lại mọi thứ, một cái nắng hoặc là anh kể về chuyện ấu thơ anh cũng rất là hay khóc, đúng không anh? À đúng thế. Và à, anh có lần anh kể là bởi vì hồi nhỏ anh hay khóc nhè thành ra anh phải đi học võ. Đúng thế. Anh xác nhận giùm em đi, có đúng không? Đúng đúng, Hùng thì làm cái Hùng đó có hồi còn nhỏ đó thì là mẹ gọi là Hùng lầm lầm lì lì như chỉ đổ lỗ đấy, là một nó như là ít nói đấy, nhưng mà lại khóc nhè đấy, thành ra là đó là một cái tính mà Hùng luôn luôn phải phải chiến đấu với nó đó. Và khi mà xem phim nó nhiều lúc nó khóc khóc từ đầu đến cuối rồi thì là ra khỏi rạp còn khóc tiếp, kiểu như thế. Anh có thể khóc với một cái phim mà anh coi mỗi năm luôn, nhưng mà cái câu chuyện không phải là chuyện anh khóc, mà câu chuyện là tại sao anh lại đi học võ để chống lại cái chuyện khóc đó. Nghĩa là mặc định của anh, trong suy nghĩ của anh là phải lấy một cái mặc định cho nam để chấn áp một cái mặc định cho nữ hả? Dạ đúng đấy, nó cũng có cái đó, chắc chắn là nó có cái đó nó ẩn ở đâu đó ở phía sau cái bộ não, chắc chắn là thế đấy, chắc chắn là thế. Cái đó thì phải... anh có đánh nhau duy nhất một lần. Vâng. Đó là trong lúc mà học võ đó, thì cái chỗ đó là cái sân ngoài trời thì ai cũng đi qua đi lại được đấy, thì có một lúc nó có mấy thằng thằng bé nó cũng cùng với tuổi của Hùng lúc đó 11, 12 tuổi, thì nó tới và nó nghịch, nó phá gì đó, và nó hoặc là nó chê hoặc là nó đang, thì thầy bảo vậy thì mày có muốn thử không đấy, thì mời nó tới và chỉ Hùng là người sẽ đánh nhau với nó đấy. Hùng sợ lắm, lần đầu tiên mình thấy mà thằng bé nó có vẻ nó rất là nhanh, nó khỏe mạnh, và nó trong lúc đó mình tập thì mình tập ở KT thì nó rất là nó rất là bài bản này kia đấy, mình đâu bao giờ đánh nhau, thì là lần đầu tiên là mình đánh nhau với nó, là tự nhiên là mọi chuyện nó xảy ra không như là mình đoán thế nào cả, nó đánh lung tung, nó những cái cú nó tới từ khắp nơi, mà tất cả những cái gì mình học nó không có hiệu quả ở đó đó. Và cuối cùng thì là Hùng cũng đấm được tím một mắt, và nó thì nó hút vào cái xương hông, thì Hùng cũng tím vào đó, cũng đau và cả một tuần đấy. Cái đó là cái chuyện Hùng đánh nhau duy nhất thể hiện nam tính của Hùng, nam tính độc hại. Là quay lại với cái chuyện là anh đã đánh nhau xong rồi, chuyện anh phải dùng một cái mặc định cho nam để mà mình chấn áp một cái mặc định cho nữ, tức là khóc nhè anh nghĩ đó là nữ, và võ anh nghĩ đó là nam. Thì cái suy nghĩ của anh nó cái suy nghĩ nó còn tồn tại đến bây giờ hay không, hoặc là nếu như mà nó đã biến mất rồi thì anh có nhớ chính xác cái thời điểm mà nó đã không còn suy nghĩ theo cách đó lúc bao nhiêu tuổi không? Không đâu em, cái đó thì là không nhớ lúc nào đâu, nhưng mà tất nhiên là cái mà mình hiểu ra đó là khi mình khóc nhè đó thì người khác nói mình là con gái, khóc nhè như con gái đó, nhưng mà cái đó không phải, thật sự là không phải, con trai cũng có thể là như thế. Thì cái đó đến một lúc nào đó nó trở thành cái gì đó mình chấp nhận một cách rất là đơn giản, vì thế mình có thể nói lên được hôm nay. Vậy còn tính bạo lực trong con người anh thì sao? Coi phim anh là thấy chuyện đó, và anh có nghĩ là phim của anh khi mà anh xây dựng cái người phụ nữ, ngoài cái chuyện như là cam chịu hoặc là sự dịu dàng, thì đâu đó nó vẫn luôn ẩn khuất một cái tính, cái sự bạo lực ở trong những cái người phụ nữ đó hay không?
cái sự phản kháng của họ? Không trả lời được hả? Dạ, ông đang còn nghĩ lại những cái nhân vật nữ và từ thử xem coi. Thì cái này về về bạo lực đó thì Hùng nghĩ là nên trả lời về cái bạo lực đối với Hùng ở trong người của Hùng đó, thì nó có cái đó tất nhiên đó, và Hùng có cảm giác như là văn hóa, những cái civilization, cái tiếng Việt mình nói làm sao, văn minh, những cái đó, những cái nền văn minh là cái sự kiềm chế cái bạo lực mà mình tự nhiên có trong người mình đó, những cái bức xúc, những cái mà mình cuộc sống nó đưa đến cho mình và nó tạo lên bên cạnh một cái nhạy cảm, cái chất nhạy cảm, thì nó cũng có một cái độ bạo lực nó được tạo lên qua cái cuộc sống, qua cái chất của mình đó, qua những cái mình trải nghiệm, thì nó có cái đó. Thì cũng nghĩ là văn hóa là cái khả năng để mà kiềm chế cái chuyện đó. Thì mình sống là mình học làm sao mà mình có thể giữ được cái chất bạo lực đó ở trong người mình, để nó không bao giờ nó được thể hiện ra ngoài đó. Và mình làm điện ảnh cũng thế, nó cũng có những cái cảnh rất là bạo lực này kia, nó là cái nơi để mà mình thả cái chất bạo lực mà mình có trong người đó. Tuy nhiên cũng có một cái độ bạo lực lớn ở trong người chắc chắn. Còn những người phụ nữ trong phim anh thì sao? Em vừa nói. Anh không biết. Họ vừa dịu dàng, họ có vừa bạo lực không? Có chứ, có cái khả năng. Đó là đấy. Cách anh nhìn về con người sao? Không, thì tất nhiên là nó ai nó cũng giống anh vậy. Anh nghĩ không khác. Dạ. Mình có khai thác nó hay không thôi. Khai thác những cái mà cái chất nhạy cảm đó hay không? Nó trong một cái bất cứ công việc nào. Em quan sát thấy cái cách khi mà anh làm phim và không, cái cách làm phim thì nói sai, tại vì Ngân Vi có bao giờ lên trường quay với anh Hùng đâu. Nên cái bản phim cuối cùng của anh ấy, thì mình sẽ luôn thấy cái cách anh thích sử dụng cái sự đối lập. Yeah. Cứ một cái cảnh bạo lực và sẽ có một bài thơ. Thì mình hay, hồi xưa mình còn nhỏ mình hay đùa chỉ có hai nhân vật mà lúc nào đọc thơ xong cũng chết người, mọi người. Một là Lý Mặt Sầu Kim Dung, hai là Lương Triều Vĩ trong phim Xích Lô. Hoặc là cái cảnh những người phụ nữ họ cắt cổ con gà. Yeah. Tức là luôn luôn có một cái sự đối lập như vậy. Yeah. Về cái sự tàn bạo và cái sự dịu dàng. Em nói có đúng không? Dạ đúng, đúng đấy. Đúng đấy, là vì cái sự đối lập đó nó tạo ý vị cho trong những cái tác phẩm. Nó thật sự là nó tạo ý nghĩa. Đó là mình sẽ hiểu cái sau vì cái trước. Đó. Mình sẽ hiểu cái trước vì cái sau. Thì cái sự đối lập đó nó tạo ý nghĩa, nó trong nghệ thuật nó là một cái gì đó nó rất là đơn giản đó, mình chỉ cần hiểu chừng đó thôi là mình có thể làm nghệ thuật được đấy. Chứ không có cần phải phải suy nghĩ nhiều nữa. Nếu mà mình ít nhất mình tạo được cái sự đối lập giữa cảnh này có tới cảnh sau, giữa câu này với câu sau, giữa cái shot này với shot sau, thì là mình đang còn làm được một cái gì đó nó khá là hấp dẫn đó, là nó dựa vào cái sự đối lập đấy. Cứ như hôm nay em mặc đồ đen, anh mặc đồ trắng, cái sự đối lập này nó rất là không có hề nhắn tin báo trước cho nhau nha mọi người. Nhưng mà nếu mà không có sự đối lập nào thì sao? Ví dụ mình khi mình coi Vĩnh Cửu, tất nhiên là không có nói là hoàn toàn không có. Nếu mà mình không có dùng sự đối lập thì mình phải rất là siêu về khả năng tạo hoàn hảo. Đấy. Tự nhiên là mình phải chuyển từ cái này qua cái kia, nó giống nhau, nó không có đối lập lại, thì cái khả năng đó nó rất là lớn, nó cực kỳ là khó, nó là một cái gì đó nó khó hơn là cái sự đối lập nhiều. Vâng. Đấy. Thì có một khoảng thời gian mọi người theo đuổi một cái thứ nghệ thuật mà nó giống như là nó có sự trên bấp bênh, xong thì anh lại đi theo đuổi cái sự hoàn hảo đó ở cái phim Vĩnh Cửu. Mình phải nhắc lại một cái phim cũ như vậy, tại vì đó là cái phim mà Ngân Vi rất là thích. Và hồi khi mà mình còn bé mà mình nghe nhạc Chopin đó, xong mình rất khó chịu. Tại sao mình cảm giác là mình không hiểu tại sao mình khó chịu. Sau khi mình lớn hơn mình coi Vĩnh Cửu thì có lần mình nói với anh Hùng rằng tự nhiên phim của anh thì không sử dụng nhạc này,
Nhưng mà khi mình coi thì mình lại nghĩ ngay lập tức đến nhạc của Chopin, và mình đã hiểu ngay lập tức nó nằm ở chữ hoàn hảo, cái sự theo đuổi cái sự hoàn hảo đó. Thì nó cũng là một cái sự đối lập của anh trong cái việc anh làm nghệ thuật, đúng không? Vâng, tuy nhiên là cái cảm giác hoàn hảo ở trong vĩnh cửu đó thì là nó sẽ được tạo lên với những cái nó cũng có rất là nhiều những cái sự đối lập ở trong đó, là vì mình không thể nào mà cái này nó khó nói lắm, cái này khó nói lắm, là vì mình thật sự mình cần cái sự đối lập để mà nó, cái sự đối lập là cái sức sống đó, mình cần cái đó. Bây giờ nếu mình tạo được cái sức sống đó với cái sự đối lập rồi, thì bây giờ nếu mà mình muốn một cái độ hoàn hảo của cái sức sống đó, thì nó lại phải phải đó nó lại có một cái khả năng khác nữa. Thì cái này rất là khó nói. Khó nói quá thôi mình dừng ở đây mọi người. Khó nói quá thì mình sẽ nói vào một dịp khác nữa, và tất nhiên là Ngân Vy vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu về Trần Anh Hùng. Cho nên sẽ có một lúc mình sẽ nói về chuyện này tiếp, đúng không anh? Đúng thế. Còn có thể câu chuyện hôm nay của mình sẽ dừng lại ở đây ha. Dạ vâng. Cảm ơn Vy nhiều lắm. Em chưa kịp cảm ơn anh. Em cảm ơn anh Trần Anh Hùng đã đến với podcast chuyện thứ 6, và mình flex chút xíu mọi người, rất là độc quyền luôn á. Có thể đây là một cái buổi nói chuyện đầu tiên khi ảnh về Việt Nam đó. Khoe khoang một tí. Em cảm ơn anh. Yeah. Em cảm ơn anh rất nhiều. Anh có muốn nói gì với lại? Dạ không đâu. Hùng không. Cũng cảm ơn Vy là vì đã mời Hùng để đến cái trò chuyện ở đây đó. Thế là vì thường thường thì Hùng cũng không có nhận đâu. Đấy. Nhưng mà đây là vì Vy. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi podcast chuyện thứ 6 của Báo Thanh Niên. Cũng xin cảm ơn nhãn hàng Knorr đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.